Mình Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng riêng năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Mậu Thân tháng Canh Dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao giờ tân dầu, từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày mậu thân tức can sinh cho chi có nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi, nhâm dần, giáp dần, ngày thổ hành thổ, khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày thân, lục hợp với tỵ tam hợp với tí và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh dần, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh, tốt mọi việc, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao giải thần, đại khát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao phổ hộ, hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây, mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tý, tìm thấy được tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình. Bạn tìm thấy nhiều điều thú vị nếu như bạn dành thời gian cho một cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với một nửa của mình ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong cách vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày của chính ấn nâng đỡ, cộng thêm với sự thông minh, tài trí, cho nên bạn tuổi Tý có thể đưa ra một số quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết trong ngày hôm nay dường như với bạn tuổi tí không gặp khó khăn trong việc đối diện với vấn đề và tìm ra hướng đi cho riêng mình, điều mà bạn vấp phải trong thời gian trước. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn đang dần được cải thiện. Đối với những ai đã từng bị cảm sốt thì lúc này cơ thể của bạn phục hồi một cách nhanh chóng khi bạn hiểu hơn về cơ thể của mình và biết nghỉ ngơi hợp lý hơn. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc và tình cảm lúc này đều nằm trong tầm kiểm soát. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, đừng có bủa qua việc chăm sóc cho các mối quan hệ khác ngoài tình yêu. Tử vi tuổi mậu tý Thuộc họ đừng vội tin lời ai đó hứa hẹn khi họ đang vui tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần xây dựng kế hoạch cho năm mới với những điều mà bạn muốn thực hiện tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đường tình duyên có nhiều khởi sắc rõ rệt trong thời gian này vài đánh giá cho bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là tình hình tài chính của bạn tuổi Sửu càng thêm phần khởi sắc nhờ có được sự tương trợ của chính tài chiếu mệnh thế nhưng với bạn tuổi Sửu đừng có chỉ tính tới những giải pháp tức thời mà không có biện pháp về lâu dài nếu không hiện tại với bạn có thể vui nhưng về sau này bạn sẽ cảm thấy càng mệt mỏi và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu bạn hãy thận trọng trong từng bước đi nhằm tránh những sai sót vấp vấp có thể khiến cho bạn phải hối tiếc về sau. Luôn có cái nhìn toàn cục, nhưng cũng đừng có quên việc thực hiện chi tiết để xem mình có đi đúng hướng hay là không, chớ nên xem nhẹ bất cứ việc gì cả. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng cái điều này mang lại cho bạn có được niềm tin và hy vọng trong chuyện tình cảm. Bà tuổi Sửu có một số vấn đề liên quan tới tiền bạc cũng được giải quyết một cách nhanh chóng nhờ sự tài trí của bạn cộng thêm với sự hỗ trợ của người khác nữa. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim đừng quá để ý tới lời nhận xét của người khác từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy không quên cảm ơn những người đã giúp sức cho mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc họ hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui hiện tại mà bạn đang có tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đừng có trông mong quá nhiều về những điều quá xa xôi khi bạn không thực hiện từng việc nhỏ tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc thay vì muốn sửa đổi người khác bạn hãy chỉnh sửa bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ hai này với bạn tuổi dần xem từ vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sung dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi dần nên kiểm soát cảm xúc của mình để tránh xung đột xảy ra ý kiến đúng hay là sai không quan trọng bằng cách bạn hành xử đối nhân xử thế trong những tình huống khá khó chịu. Một chút khéo léo trong lời ăn tiếng nói cũng rất quan trọng trong ngày hôm nay đối với bạn mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cũng đang chịu ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi dần thường xuyên có cảm giác không bằng lòng. Sự không sẵn sàng để đầu hàng khi đứng trước những thử thách sẽ đem lại cho bạn có được cơ hội để tìm ra một con đường mới thích hợp cho mình trong ngày. Và ngày này với bạn tuổi dần, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên kiên cử những việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất về nhà cửa, trộ mái, các việc làm thủy lợi bởi bản mệnh cũng cần phải chú ý tránh chủ quan rồi lại gây họa vào thân. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tính khí thất thường dễ nội nóng với những việc nhỏ tử vi tuổi bính dần thuộc họ có nhiều tin vui trong cuộc sống nhất là về công việc tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên cẩn thận hơn với các hợp đồng đầu tư kinh doanh tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cần phải cẩn trọng vì sai suốt hôm nay là do bạn gây ra tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có họa tiểu nhân xuất hiện tính cách tìm cách phá hoại bạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, thì, tuổi thìn. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão bạn có ý muốn tự do bay nhảy trong ngày hôm nay cũng khó bởi bạn đang có sức ép của kiếp tài chiếu mệnh. Bạn có cảm giác như thế ai đó đang có kiểm soát bạn. Đã đến lúc bạn tuổi Mão cần phải làm rõ trách nhiệm của mình trong mối quan hệ cũng như là vai trò của bạn nhằm tìm kiếm được không gian riêng mà bạn mong muốn trong cái mối quan hệ đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn mệnh dễ có những mâu thuẫn với người thương vì thái độ không phù hợp. Bạn tuổi mạo nảy sinh tâm lý so sánh người này với người kia, bạn hãy nghĩ lại lý do mình từng bắt đầu để điều chỉnh lại cách suy nghĩ của mình, và bạn cũng nên nhớ rằng, nhân vô thập toàn, bạn chớ có đòi hội những điều vô lý khiến cho người khác khó chịu. Và ngày này với bạn tuổi mão bạn không nên trị bệnh ở đầu, do đó bạn mạnh nên lưu ý để tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy có người mang tới cho bạn năng lượng tiêu cực, từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần phải đề phòng có kẻ đâm sau lưng bạn làm mất tiền hoan. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ, nỗ lực thì tình cảm của bạn dần được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc, có những điều bạn hiểu rõ không có nghĩa là bạn có quyền áp đặt ý kiến. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, nên tránh xa những người thường xuyên chê bai bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bà Tử thìn á, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình tình cảm của bà Tử thìn thêm phần được rực rỡ khi bạn gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ bạn mạnh xây dựng được những cái mối quan hệ mới với những cặp đôi đang yêu thì hai người đã cùng nhau thống nhất được một số vấn đề khá quan trọng nhất là những ai đang còn độc thân thì đừng có ngại ngần mở lòng mình để tìm hiểu người khác giới cơ hội gặp được người phù hợp lúc này là rất cao với bạn ngày này với bạn tử thìn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang lại cho bạn có cơ hội về tiền bạc nhưng đồng thời nhắc nhở bà tuổi thìn cũng đừng có chi tiêu quá hoang phí, đừng sử dụng thẻ tín dụng bừa bãi, nếu không bạn sẽ chẳng còn đồng xu nào ở trong tay. Dù hiện tại bạn có cảm giác thoải mái khi chi tiêu thì cần phải chi tiêu có kế hoạch và tính toán cụ thể cho nhu cầu khả năng của mình. Ngủ hành tương sinh mang lại cho bà tuổi thìn đang có được sức khỏe dồi dào, bản mệnh có thể chống lại được dịch bệnh. Điều quan trọng là việc phòng ngừa tốt nên sức khỏe của bạn không phải là điều đáng lo đối với bản mệnh trong thời gian này. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có điểm báo gia tăng tiền bạc nhưng cũng cần phải chú ý quản lý về tài sản. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên sớm xác định được mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc thay vì để ý việc người khác hãy tập trung cải thiện bản thân tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân mình một cách khiêm tốn tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy càng chia sẻ nhiều thì khoảng cách tình cảm giữa hai người càng nhỏ lại và đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho thấy với bà tuổi tỵ đang có những thứ lặt vặt tiêu tốn khá nhiều thời gian tâm sức của bạn thậm chí khiến cho bạn bỏ nhiều cơ hội rất quan trọng thế nên với bà tuổi tỵ có thể bạn hãy nhìn rộng ra suy nghĩ tích cực và không để cho chuyện bé xé ra to khi bạn có thể bỏ qua những thứ vụn vặt mà nhìn xa hơn, bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội tốt đến với mình. Sự nhạy biến, tầm nhìn sâu, xa nhờ có được thực thần chiếu mệnh đem lại cho bạn những lợi thế đáng kể trong ngày hôm nay. Và trước mọi vấn đề, với bạn tuổi tỵ đang có xu hướng nhìn nhận chúng một cách đa chiều, khách quan, thay vì chỉ trực diện một số vấn đề, có thể sẽ có ai đó sẽ nhờ tới sự tư vấn của bạn nữa. Tuy nhiên, ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có họa kim sung khác cho thấy cách mà bạn nhìn nhận sâu sắc về việc gì đó sẽ tạo nên mâu thuẫn với một số người đang đánh giá vấn đề khá chi là hời hợt. Thay bằng việc chỉ trích người khác thì bạn tuổi Tỵ hãy thử lắng nghe chia sẻ của họa xem sao, biết đâu cũng có thể học được điều gì đó từ họa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, đừng quá lo lắng rằng mình sẽ mắc sai lầm, có sai mới có trưởng thành. Từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, cẩn thận với những cơ hội vì chúng là hư ảo. Từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn hãy học được bài học đáng giá, ý nghĩa từ ai đó. Từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, cần tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài. Từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, sức khỏe không ổn định sẽ cảm thấy bức bối và khó chịu vài đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 2 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu đen màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Mùi Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ có thể trải qua cảm giác thất vọng đang có sự tác động của thương quan chiếu mệnh và bạn đừng cố thay đổi chỉ vì bạn đang muốn gây ấn tượng cho một ai đó đừng có chạy theo việc làm cho người khác vui mà quên đi mất điều mà trái tim mình thực sự mong đợi là gì Ngày này với bà tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có họa kim xung khác. Đây là dấu hiệu không tốt cho những mối quan hệ. Và hôm nay với bà tuổi ngọ nên tránh xa những ai đang gây tác động tiêu cực cực tới bạn. Nếu như bạn để xảy ra lỗi gì thì cũng đừng cố cố gắng giải thích mà không ai muốn nghe những điều này của bạn cả trong ngày hôm nay đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có động lực để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy có sai sót vì không biết lắng nghe thích làm theo ý của mình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tài chính khó có thể khởi sắc dù bạn đã nỗ lực khá nhiều tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên có những quyết định quan trọng trong ngày hôm nay vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn có được một ngày rực rỡ khi tình hình tài chính được hanh thông thuận lợi dưới sự tác động tích cực của chính tài chiếu mệnh tuy nhiên với bạn tuổi mùi đừng chỉ chờ đợi vận may đang có bạn nên tập trung và chăm chỉ hơn để tối đa lợi thế tránh việc ai đó chê bai bạn rằng bạn không có tài năng Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, dự báo về mối quan hệ của bạn đang rất tốt đẹp. Bằng sự chân thành và đồng cảm, bạn hiểu được khá nhiều điều mà đối phương chia sẻ, nhờ đó mà hai người dễ dàng thân thiết hơn trong thời gian tới. Và hôm nay cũng là ngày khá tốt cho tình cảm của bạn với người thân trong gia đình. Tuy nhiên, trong ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021, tức là ngày 18 tháng riêng năm Tân Sửu này, ngày này là ngày tam nương tương sát. Vì vậy, bạn mệnh cần phải lưu ý kỵ việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, hãy tự tin với những quyết định mà bạn đã lựa chọn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, mọi việc thay đổi theo chiều hướng tốt được khiên ngợi, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, hãy lắng nghe những điều mà bạn cảm nhận trong thời gian qua, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Tử vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bạn tuổi thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi thân có thể phải đối đầu với những khó khăn, thách thức nhưng tinh thần vượt khó sẽ giúp cho bạn khẳng định được vị trí của bản thân. Việc thỏa thích với những thú vui thay vì lãnh nhận những trách nhiệm luôn luôn là một sức hút khó cưỡng ở bạn nhưng bạn vượt qua được điều đó để tập trung vào những mục tiêu cao hơn trong đời sống thì lại càng ý nghĩa hơn. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị sa sút Bạn mệnh không được chủ quan cho rằng cứ uống thuốc bổ là được và trước hết bạn cần phải tránh làm việc quá sức và thức quá khuya như những ngày vừa qua. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tử thân, nhân thần ở trong khớp cổ chân, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm mộ sĩ chăm chích ở các vị trí này Về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy Nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn Từ vi tuổi bính thân thuộc họ Với khó khăn trước mắt Bạn phải tập trung để xử lý công việc Từ vi tuổi mạo thân thuộc thổ Chớ vội tin kể cả người thân quyên của bạn họ cũng hiểu biết hạn chế tử vi tuổi canh thân thuộc mộc ngoài công việc hãy thực hiện mang lại nhiều niềm vui cho bạn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng tiết kiệm chi tiêu hợp lý về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe, 3 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu thứ 2 ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn trải qua một ngày có cảm giác khá chi là ổn định khi nhận được sự giúp đỡ của Tam hội phù trợ. Đây cũng là ngày để cho bạn tuổi Dậu cảm thấy cần đến sự giúp đỡ thì hãy mạnh dạn lên tiếng đề nghị thay vì cứ giữ im lặng, hãy yên tâm là mọi người sẽ hỗ trợ cho bạn mà thôi. Những ngày đầu năm mới, xem ra rất may mắn cho bạn tuổi Dậu khi có được chính quan tương trợ, nên công việc với bạn trở nên thuận lợi hơn. Không những thế, mà bạn tuổi Dậu còn được rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè xung quanh ủng hộ hết mình cho những kế hoạch trong tương lai của bạn nữa. Và ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khí vượng, cho thấy bạn đang gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nếu như bạn cảm thấy sốt và khó thở thì đừng có chủ quan với sức khỏe của mình, nên nghỉ ngơi phù hợp, đừng có uống thuốc quá nhiều và nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được những điều mình mong muốn cũng như là phải có được chúng một cách dễ dàng hơn về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy những gợi ý trong công việc giúp cho hiệu suất công việc tăng đáng kể tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa những điều giản đơn trong cuộc sống chính là điều cần phải nắm giữ tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có người lớn cho bạn lời khuyên đáng giá trong ngày tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc có người đã xây dựng được niềm tin với bạn từ vi tuổi quý dậu thuộc kim nên bình tĩnh tránh việc ai đó hối thúc bạn và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt thứ hai, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Đây là lời báo hiệu bạn tuổi Tuất tự tin hơn trong việc giao tiếp, làm quen với những người mới lúc này với bạn tuổi tuất đừng có bộ quan những bụi tụ tập vì ai đó là cơ sở để cho bạn xây dựng được mối quan hệ và hứa hẹn chúng sẽ mang lại không ít lợi thế cho công việc của bạn về sau này bạn tuổi tuất cảm thấy tự tin và lạc quan hơn khi có tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay bởi bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ tuy nhiên bạn tuổi tuất cũng chớ có mong có điều gì đó một cách nhanh chóng xảy ra. Có thể kết quả hiện tại nhờ công sức bao năm qua của bạn đấy. Vì thế, bạn đừng có vội khuya khoang mà tiết lộ điều gì vào lúc này sẽ có lợi hơn cho bạn. Và vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn mệnh lúc này cũng khá chi là ưng ý đối với những bạn đang còn độc thân hứa hẹn sẽ tìm được người thú vị để chuyện trò mỗi ngày trong khi đó các cặp đôi cũng có thể nhận được tin vui bầu bí hoặc là sinh nở trong ngày hôm nay nữa về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ mối quan hệ xã giao xôn xĩa luôn được thấu hiểu và đồng cảm từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ hạnh phúc cần phải cả hai người vun vén chớ ép ai đó làm theo ý của mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc thời điểm phù hợp để bạn có thể mở rộng mối quan hệ tốt đẹp từ vi tuổi canh tuất thuộc kim đừng vòi hứa hẹn điều gì tuy trong lòng thật tâm bạn muốn nhưng không phải mọi thứ sẽ luôn được như vậy từ vi tuổi nham tốt thuộc thủy, sự trần trừ sẽ khiến cho bạn đánh mất đi cơ hội của mình trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3 và giờ tốt là từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày thân hỏi tư hại nhắc nhở bạn mệnh tuổi hợi đừng cố cố giữ hòa khí với những kẻ không đáng sự thỏa hiệp sẽ khiến cho bạn cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật là chán nản uể oải và chỉ có bằng cách làm mới chính mình bạn mới thấy mọi ngày đều ý nghĩa hơn ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thiên ấn tương trợ cái điều này giúp cho bạn tuổi hợi đang có ý muốn thay đổi bản thân một cách sáng tạo hơn tránh đi theo lối mòn quyên thuộc bạn tuổi hợi có thể bắt tay với những điều mới mẻ và không chấp thuận những rào cản khuôn khổ cứng nhắc của đời sống Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo về tình hình sức khỏe của bạn mệnh sẽ được cải thiện khi bạn biết cách điều chỉnh lại chế độ ăn và lựa chọn đồ uống cho thích hợp để tăng cường sức đề kháng cho bản thân mình trong thời kỳ dịch Covid-19 như hiện nay. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc họ đừng tin vào lời hứa hẹn của ai đó dành cho bạn. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc thổ có những sự thật khiến cho trái tim của bạn tan vỡ từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc khi đối mặt với những mâu thuẫn bạn trở nên quá nóng nảy từ vi tuổi tân hợi thuộc kim sự dịu dàng của bạn là liều thuốc cho mọi vấn đề trong ngày từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy không nên vội vàng tin lời ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài đáng tin của họ và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สี้นเจ้ากลับาให